là chúng tôi bán đây con nhỉ. Xem nốt này nữa con ơi. Còn đây 20.000 thôi nhá. Nếu mà anh mua hết cái này thì bao nhiêu tiền em? Nếu mà anh mua hết thì ở Gùi đây em vẫn còn có. À. Anh mua hết thì em bán hết cho anh là 100.000. 100.000 à? Vâng. Cho anh mua hết nhá. Vâng. Này gái, nhặt đi. Chưa ngon thế nhỉ? Nhặt vào đây con. Đây, em bé ơi, cầm tiền cho bác này. Thế nhờ. Cho một. Đây, đưa của anh đi. Anh chị nhá, anh cùng em nhá. Vâng. Thế nhờ. Ui, nặng thế. Đi con gái ơi. Gạo này bao tiền một cân đấy? Anh bán như thế nào thì bán cho em một ít. 15.000 một cân đấy này.
bàn nha. Con ngồi đây đợi bác nhá. Bác ra nhóm bếp để nấu cơm nhá. Con ơi, mất nước rồi, để bác đi xem nước ra. Con ơi, nước hỏng rồi, để bác đi xem nước, con vào lấy con cao cho bác. Con nhà để bác nha. Bị mất cây rồi. Gái ơi, con ở nhà chờ bác để bác đi chém cây nhá. Con ở nhà chờ bác nhá. Bác đi chém cây đó.
bóc đen. Một bánh mì à? Ừ. Một bánh mì không có gì nữa à? Hết tiền rồi. À em bảo này. Ừ. Anh nhìn thấy em này. Anh mua cho em một bộ trang điểm nhé. Mấy trăm nghìn mà anh lấy tiền cho em mua nhé. Anh hết tiền rồi. Tức là em muốn mua bộ trang điểm cơ. Nhà mình được. Có gạo hay là em bán cái gì đấy trong nhà đi. Em lấy trong nhà mình có. Anh hết tiền rồi. Gạo thì để ăn nhá. Bây giờ không, em biết đâu. Bây giờ anh phải mua cho em cơ. Nhưng mà xin cái này cho em còn dùng gì trang điểm nữa. Không, em vẫn thích trang điểm cho đẹp chứ. Thôi chuyện này để sau nói. Bây giờ muộn này vào nấu cơm. Nhưng mà chiều anh mua cho em nhá. Chiều để anh đi. Anh hứa rồi nhá. Để chiều anh bán một tiền này. Vào nấu cơm chiều anh phải mua cho em nhá. Rồi. Làm sao đây? Úi trời ơi, làm sao này? Chắc mệt quá phải không? Mồ hôi toát ra rồi. Trời ơi, đi làm kiểu gì mệt quá là nói à? Ôi, đi. Nào lên được. Chắc đi làm đói quá là phải không? Trời ơi, chắc đói cơm quá rồi. Ôi, chắc đói lắm. Đói cơm quá rồi còn gì nữa, đi làm không ăn cơm à, đói rồi sao lại đi ngã giữa đường thế này. Cơm quá rồi. Chết rồi, chị không đi làm, nhìn thấy là chết rồi, đói cơm quá rồi còn gì nữa.